Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời coi clip mà like cho mèo. Mình vui sướng quá mấy bạn ơi. Trời đất ơi, hai ngày nay không có ai xem video của tôi mà nhắn like hết. Cũng không có ai tham gia hội viên của tôi hết. Trời ơi, tôi vui tới mức mà tôi muốn bỏ làng đi luôn vậy đó. Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Giải thích đi. Ủa, là sao vậy? Ai cũng nói yêu tôi, ai cũng nói thương tôi. Vậy mà cớ sao khi tôi ra video, mọi người chỉ coi thôi mà không nhắn like, không chia sẻ gì cho ai coi, ai biết hết vậy? Rồi cái nhà bên kia đang làm cái dốc ôm gì đó. Cái gì mà lùm bùm vậy ta? Mà quay lại vấn đề chính đi. Trời ơi mấy bạn ơi, không mấy mấy bạn đi học rồi đúng không? Mình biết là mấy bạn đi học á rất là bận rộn, nhưng mà mọi người ơi, dành ra cho mèo 15 phút mỗi ngày thôi. Vô gặp bạn bè, hỏi bạn bè mấy bạn coi có xem video mới của mèo chưa? Trời ơi, còn không lôi đầu lôi áo lôi cổ nó vô rồi sau đó rủ nó coi video của mình. Vui lắm, có cái sáng sớm ra hai đứa bạn nói chuyện với nhau, phải người ta nói cùng sở thích nó rất là hạnh phúc đúng không nè. Còn không ấy á, bạn lấy điện thoại của bạn, mấy bạn nhấn đăng ký, nhấn subscribe, nhấn like video, nhấn coi. Trời ơi, cày view cho mình đi, lâu quá mấy bạn quên tên quên mặt mèo rồi. Không còn cày view cho mèo 1 triệu view nữa. Trời ơi, nhiều khi mình buồn mà tối mình ngủ mình nằm mơ mình thấy video clip của mình chưa lên được 1 triệu view luôn đó. Nói tới đây rồi mà không ai nhấn like nữa là tôi đau lòng hết mất. Ê anh bạn ơi, ủa bạn không thấy là tôi đang đau lòng buồn bã lắm hay sao? Vô đây, vô đây. Mà bạn đứng bạn cười ha hả, hố hố sao mặt tôi vậy? Vô đây, vô đây. Thôi ghê thấy quá. Thấy cái gì chưa? Bị nghe cái nhà tắt đèn tới thui. Xong cái cười cái giọng điệu á kinh dị đó là kêu vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Thôi nụ cười các bạn càng ngày càng mất nhân tính rồi. Mấy bạn fan tôi nói nụ cười anh hút càng ngày càng mất nhân tính. Cho nên giờ vô đây không? Vô đây có cái này đen bự kìa ha. Thơm lắm, vô đây. Thôi. Nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè. Nhà cửa sáng, nhà cửa sáng sủa tối sủa thì tôi mới vô. Vô đây, vô đây, vô đây. Vậy? Thấy cái gì không? Vừa đen vừa bự nè. Ủa là bộ giáp nè, The Ride. Ê còn lấp lánh nữa. Đen chanh cực kỳ mạnh luôn. Nè đặt cho mình kinh nghiệm nè đó. Ủa sang trọng chưa, nghe người sang trọng không? Ủa rồi sao? Hồi phức luôn á. Vậy rồi sao? Nè nói cho mày biết này nha. Hôm qua đó đi xuống dưới địa ngục, mày lấy nhiều này được ray, xong rồi chế tạo ra được á, em chan làm sao mà được bảo vệ bốn. Ồ, ê, hình như là ông hút này ông nói hơi quá nha. Tôi thấy hình như là có bảo vệ ba thôi mà, độ bệnh áo giáp ba thôi. À, bảo vệ bốn, xin lỗi, xin mắt lỗi. Mắt có bị mù lệch không vậy? Không, xin lỗi, tại vì bên đây mờ quá, đèn không có, tôi đâu có thấy. Đừng có cầm lên nha, cầm lên hồi là dơ người ta. Tôi làm gì đưa cho người ta xong rồi tự nhiên nói giọng vậy. Bộ đồ này á còn mới có nè, để kiếm thêm á rơi nhẹ nè, chống coi vụ nổ nè, hành chan vô nó mới mạnh được. Cái giày á nhìn một hồi nó cũ bộ giáp rồi, bây giờ đi ra. Trời ơi, ta nhìn con xíu có mắt màu đâu. Trời ơi, bộ giáp này đẹp trai như tôi vậy đó ta. Thơm phức. Nhìn cái giày, nói không biết đi ra chỗ khác nè. Ủa là rủ vô đây coi vậy thôi hả? Đúng rồi, chứ nghĩ sao rủ vô coi gì. Ê mà im lặng nha, đừng có nói cho ai trong làng biết nha. Trong làng chưa có ai có cái bộ giáp. Tôi đâu có nói ai là Red Hood mới đi mai được cái bộ giáp nè, đờ lai ẹn chan tỉ màu rồi gì bảo vệ bốn cha khác lửa, chống lửa rồi bảo vệ khỏi vụ nổ và khỏi rơi gì đâu ở nha Rimayo. Rồi đi, không có gì hết trơn, trời tôi đâu nói gì đâu, đúng không mọi người? Đâu nói gì đâu, đã làm gì đâu, ai làm gì đâu. Cấm mày bước cái chân qua đây nha, cấm mày bước cái giò qua đây. Bước qua một cái là rơi cái giò liền nha. Chơi chơi hả, được rồi, chút nữa em qua liền. Em ăn cơm cái nha. Vô nhà tao lấy TNT cái. Tôi mới nghe cái giọng con Remy gì vậy anh út. Thôi mấy bạn thấy không, ở đó mới là giọng thật của nó. Bình thường nó giả giọng đó mấy bạn, nó gồng lắm. Nó mới nói câu nhà nhà anh hết anh chút nữa em qua chơi nha. Chứ thực tế cái giọng của nó là gì nè. Gì vậy anh út? À mà quên mọi người ơi, mình sắp được 7 triệu lượt đăng ký rồi đó nha. Không ai mấy bạn nào rảnh rảnh nó coi tới khúc này ngừng lại 5 giây tập cái tay xuống bấm nút đăng ký đi nha. Dành cho những bạn nào mới đến với kênh của mình chưa đăng ký thì đăng ký lẹ lẹ tay đi. Có gì còn nhận mấy cái video mới nhất của mình nữa. Hồi nãy nghe ông Hút nói ông đi mai được bộ giáp đã quá. Bữa nay mình mới thu hoạch được một đống lúa với cà rốt luôn. Để bây giờ mình qua bên làng đổi với mấy ông dân làng này rồi sau đó tìm Emerald đi mua đồ tí xíu cũng được. Ê ông thợ rèn ơi, có ở nhà không? Trời ơi, mấy ông này sau này giấu đồ kỹ quá vậy, không thấy gì hết trơn á. Ủa, bác thợ rèn ơi, sao không thấy ai ở nhà hết vậy nè? Hả? Trời, cái con quái vật gì vậy? Ai nhỏ kia mày nói gì tao đó mày? Ủa ai vậy? Quái vật? Nó cái giọng này nghe quen lắm luôn. Ôi, nhưng mà... Hả? What? Bộ từ nhỏ tới lớn về chưa bao giờ thấy phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi hả? Phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi? Đúng rồi. Trời ơi, nói nghe này ông già mập lùn. Mấy bữa mấy bạn fan tôi
có giờ chơi. Giờ nói gì chứ, giờ phải kêu bằng ông già đầu dài chứ sao ông già mập lùng. Bỏ mấy nàng ta cao lên hả? Ủa là cao hơn dân làng luôn á. Là cao dữ chưa? Mày nhắm mình cao bằng ta không? Mày nhắm mình cao bằng ta chưa? Hả? Tôi nay là cao lắm rồi nha. Người ta nói là đàn ông tán rộng thì thông minh, mắt to thì sáng, mà mũi cao thì đẹp trai. Giờ tôi cái gì cũng cao to đẹp trai hết rồi, nhìn tôi khoái tôi chứ gì. Nhưng mà ông có nghe Hiệp câu nữa không? Vậy thường thường đầu to óc nhỏ như trái nho vậy đó. Tôi lấy cái đầu tôi lụi mình. Giờ sao? Giờ sao? Né đâu? Thôi né đâu? Vậy mày nè. Ây da, hình như lộn người rồi. Mày nè. Ê nó mày, nghe nè. Mày nè. Bây giờ cái đầu của ông mà gắn thêm cái sừng nữa là không khác gì con tê giác luôn đó. Thôi. Tính ra cái đầu dài ký đã lắm mấy bạn, ký cốc 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 luôn. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ây da, ây da, ây da. Thôi cái đầu của ông nó sừng cái cục nữa bây giờ. Ở đâu đây? À. Nói chuyện đàng hoàng đi. Giờ muốn làm sao? Thì giờ nói chuyện đàng hoàng nè. Kể cho nghe câu chuyện buồn nè. Ủa buồn cái gì nữa? Hôm trước á, hôm trước tao lượm mấy hàng bay về tao đưa bà già, tao có tiền tao đi phẫu thẩm mỹ đó, nhớ không? Nhớ đi phẫu thẩm mỹ á, kéo cái giò dài ra vô bác sĩ á, bác sĩ dân làng nó sợ ke, gặp trúng lan băm, nó nói cái giò kéo dài ra cũng được, nhưng mà kéo cái giò dài ra không đẹp trai đâu, không ấy mình kéo cái đầu dài ra đi. Rồi nó chụp khúc mê sao nó kéo cái đầu dài thòm vậy hả? Không, thôi đừng kéo cái đầu nha. Cái đầu mất công lơ mũi với ông dân làng lắm. Cái lúc tôi tỉnh dậy ông bác sĩ chạy mất tiêu rồi, giờ còn cái đầu chạy sọc à. Bởi tôi nói mà ông làm người ác rồi chi, làm người ác chi rồi, giờ nhìn cái mặt mình nó ác chưa, nó ác dữ chưa. Rồi mà cũng không sao, dạo này buôn mê bán đắt lắm. Nè nay đang có sản phẩm mới khuyến mãi mua một tặng một. Khuyến mãi mua một tặng một hả? Nãy gì đây? Này xin tự giới thiệu, đây chính là bàn cầu cơ đó. Bàn cầu cơ này á đi kèm với một vật phẩm tặng kèm. Cái vật phẩm này chính là khuyên nhẫn hả? Mắc cười quá à. Đó chính là con cơ. Con cơ này được làm cái nắp, bằng cái nắp, cái nắp, cái nắp của cái hòm á. Cái gì ghê vậy? Cái hòm á, cái hòm hòm rương đồ á, cái hòm đồ á biết không? Cái hòm đựng đồ là cái rương đồ á hả? Đúng rồi, chứ nói cái hòm gì? Mình không nói từ rương đi mà mình xài cái từ ngôn ngữ gì nghe khó hiểu vậy. Người ta dân miền Tây nó kêu bằng cái hòm. Thôi nghe dễ hiểu lầm quá à. Người ta kêu cần cái quan à, cái quách chứa đồ nữa. Ê cha nói vậy, ta đang miền Tây bắt bẻ em nói, ta không phân biệt dùng miền đúng không? Đâu có gì đâu, có làm gì đâu. Rồi, giờ mua không? Nè, nói cho nghe nè, cái này á, nó mạnh lắm nha. Chỉ cần á, để cái hòm này nè. Trời ơi. Lên cái này nè. Là lúc đó ha, cái này nè, nó đặt lên cái này, cái nó chạy xong cái nó chỉ mình cái gì mình muốn tìm cũng chỉ được hết á. Ủa thiệt hả? Là cái hòm nó đặt lên cái miếng dán. Là nó chỉ hết luôn á. Ủa, nghe đã vậy ta. Ông này ông bán như một cái bàn tiên tri vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, đó là bàn tiên tri đó. Mua đi. Nào giờ mọi người chơi thử cái trò này chưa? Chứ mình thấy cái trò này mới mẻ trong Minecraft nha. Đúng rồi. Rồi cái này ông bán giá sao? Tôi cầm là tôi coi thử coi được không? Cái này tôi mới mua nha. Tôi nay dễ tính lắm. Cho tôi đồ ăn được rồi, không cần lấy tiền đâu. Trời ơi, dữ vậy sao? Ta nói kêu bằng bán đồ giá rẻ tích đức. Đặng cái đầu xẹp lại chứ bán đồ đẻo hoài cái đầu dày sọc. Tôi nghĩ đúng rồi, ông cũng nên làm mấy cái chuyện này thường xuyên đi để cho cái đầu con nó bớt nhọn lại chút. Nói chung là bán có ăn qua ngày thôi chứ không có lấy tiền lấy vốn lấy lãi gì chứ. Bữa nay tội nghiệp vậy, nay bán chỉ kiếm miếng cơm ngày ba bữa thôi hả? Thôi xài đi nha, chừng nào mà thấy đồ xài tốt á thì nói tôi đem đồ tiền xịn về nữa cho. Tôi nói ông nghe nè, ông già đầu dài ơi, bây giờ á mấy bạn fan của tôi á, nước lèo nghe nè. Bây giờ mấy bạn fan của tôi á mà coi video shop của ông á chắc phải cần hai cái điện thoại mới chứa hết cái đầu của ông á. Tại vì cái đầu ông dài quá đó ta. Con quỷ đứng lại, tao đâm mày. Cái đầu nó dài quá. Đứng lại đó. Màn hình luôn á. Ai đâu rồi. Ai à. Nó đâu mất tiêu rồi ta. À mà quên, hồi nãy mình kiểm tra lại được, mình thấy có vài bạn tham gia hội viên đô đắc hải tặc của mình. Để mình chào mừng mấy bạn nha, đó chính là bạn Trương 2003, Tú Hoàng, Diễm Hằng và Phương Nguyễn Minh. Đó, chào mừng các bạn đã đến với hội viên đô đốc hải tặc của mình. Đau rồi ta. Ủa, vụ gì vậy? Sao cái ông này hết khóc rồi tới cười sáng ra thì cười, bây giờ thì khóc. Tôi không hiểu nổi luôn á. Thiêu rồi. Chuyện gì vậy? Khó chịu thì chứ. Ôi khóc hả? Khóc đó hả? Đang khóc đó hả? Thôi khóc mà nghe cái tiếng dễ thương dữ trời. Trời ơi khóc. Tôi bị ăn cắp đồ rồi mèo ơi. Ai ăn cắp đồ của tôi rồi? Ai ăn cắp đồ? Đồ gì mà ăn cắp? Nè vô đây coi nè. Sáng ra khoe với mèo á. Mèo đi mèo nói sao? Về nhà ấy vậy nè. Trời. Ôi sao con ba đứng cái này của ông sao mà bị lọt đằng chuỗi rồi nè. Nè tôi mới ăn cắp nè, tôi đi kiếm nãy giờ rồi. Về nhà nãy tôi đi ra ngoài xíu rồi tôi về nhà thấy cái cửa mở tăng quát tăng quang vậy nè. Ủa rồi làm mất rồi hả? Tôi nghi nó lắm á. Nó nhìn tôi kìa mèo, tôi mất tiêu hết đồ kim cương gì, đồ nether rai của tôi rồi.
Bây giờ sao giờ mèo? Tôi không biết gì nha, ông đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, ông đừng đổ thừa tôi à. Hồi nãy tôi đi tôi nói vậy thôi chứ ai làm gì tôi biết đâu. Bộ này khóc nữa đó hả? Mất tiêu rồi, kiếm đâu ra bây giờ. Ủa nhìn tôi nghiệp quá, vô đây tôi coi, vô đây lẹ đi. Nhiều sao? Khi là ông đem ông giấu ở đâu rồi ông quên không? Tôi không có giấu ở đâu hết á. Tôi nhớ là tôi đi về nhà, tôi mở cái cửa ra rồi tôi đi ra ngoài, tôi đi qua bên chuồng gà của mẹ tôi xin vài cái trứng gà về. Tôi về tôi thấy cái cửa mở tan quát luôn. Mà tôi nhớ là nãy tôi có đóng cửa là rõ ràng. Xong rồi tôi vô nhà tôi không thấy cái bộ giáp của tôi đâu hết trơn hết á. Trời ơi, lần sau á mình làm cái gì thì mình đem bộ giáp đi giấu đi, để giữa nhà giữa cẳng chi là ta thấy ta lấy. Đúng rồi, xấu thì che mà đẹp thì khoe, đồ mà xịn đó, mình phải khoe ra cho trong sớm biết mình là bờ rồ. Mà khoe thì dĩ nhiên là phải có người chôm rồi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao hết á. Tại mèo không á, mèo đi mèo la làng la sớm lên nói tôi có đồ xịn gì. Mắc cười, tôi có la đâu, ông nói tôi im ru, tôi có nói ai đâu. Tôi không biết đâu á, tôi mèo đền với tôi đi, mèo đền đi, tôi giận mèo luôn, nghỉ chơi với mèo luôn. Tôi nói thiệt nha, từ sáng giờ tôi đâu có nói cho người ta biết là ông có bộ giáp nghe đợi ra được enchant kháng lửa rồi cái giống gì đâu. Thử tôi có bao giờ nói cho ai biết đâu, tôi gặp ai nói cho ai nghe chưa, đúng không? Có mấy bạn fan làm chứng, các bạn thấy đúng không? Bạn nào thấy đúng bình luận phía dưới đi, mình thả tim cho. Không thèm nói chuyện với mèo nữa. Thôi, nó giỡn thôi chứ đừng giận nữa. Nè nè nè, tôi có cái này mới nè hút. Có gì mới cũng thèm nữa, không nghe. Có cái này mới hay lắm. Giỡn rồi. Ai mà đặt học cái bài của ai mà giỡn cái giọng thấy mắc ghét vậy ta? Hình như mình thấy cảnh này quen quen mà sai trong vai thì phải. Bình thường mình ngồi đó mà sau này mình đứng đây ta. Thôi, đừng có giận nữa, nói nghe nè. Tôi có cái này cho ông coi. Bây giờ. Ông coi. Thôi, xin lỗi được chưa? Bắt đầu rồi, xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Thôi. Xin lỗi có lại được không? Có. Một cái ly đã vỡ ra có thể dán lại được không? Không bao giờ. Có, tôi dán lại được, tôi không những dán lại được mà tôi còn dẫn ông đi đến tương lai để ông coi cái ly đó dán lại được hay không nữa. Bộ mèo có cỗ máy thời gian hả? Đúng vậy, tôi không có cỗ máy thời gian, nhưng mà tôi có một thứ, đó chính là tình yêu trong sáng. Cái gì vậy? Tôi tưởng đâu mèo có tình yêu trong sáng không á. Chính là một cái la bàn. Cái này hồi nãy nghe ông già mập lùn ông nói là gì ta? À, cái bàn mà cờ cơ. Cái bàn này chính là cái bàn Ouija. Ouija. Ouija là tiếng Anh, còn tiếng Việt của nó có nghĩa là bàn cờ câu. Cầu cơ. Cờ câu. Cầu cơ. Đúng, bàn cờ câu. Cái bàn này. Wow, mèo, tại vì tôi đâu có hứng thú đâu chơi với cái trò ngu si đó mèo. Tôi muốn tìm lại bộ giáp của tôi. Cái này chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều mục đích. Nếu mình dùng vô mục đích xấu thì dĩ nhiên nó xấu, còn mình dùng vô mục đích tốt thì nó cũng xấu, hiểu không? Nhìn gì? Giờ trả lời đi, nói chuyện đi. Chắc tao chết. Ê! Ai da? Ủa là rớt đâu đó, là tôi nhắm khúc này mà sao không rớt khúc này mà rớt khúc này? Nóc nhà không có trổ được bà nội ơi. Thôi nói giỡn thôi chứ cái này hồi nãy tôi nghe ông mập lùn quảng cáo nói là chúng ta có thể nhìn trước được tương lai, mình có thể kêu những cái nói lại câu đầu tiên đi. Nhìn... nói lại trước đó nữa, trước nhìn... đó nữa. Ông già mập lùn. Ủa gì vậy? Rồi giờ rớt ở đâu? Ê da. Rồi rớt ở đây rồi đó hả? Thôi vô đây đừng có nói nhiều nữa, phải đi xuống tầng hầm. Tôi nói cho nghe tức không quá liền. Tôi càng nghe là ông im đi, em đến thì càng thấy nó vô giọng nó phải tìm lại bộ giáp. Im đi, nhìn đây. Cái gì vậy? Thấy chưa, đây chính là cái bàn cờ câu mà hồi nãy ông già mập lùn ổng bán đó. Thiệt không? Rồi cái tay cầm cái gì đó? Ông nói với tôi á, bây giờ nè, một con cơ và một cái bàn, chúng ta chỉ việc á bỏ con cơ vô thôi. Tôi nghe nói người ta dùng cái con cơ trên cái bàn cầu cơ là dùng cái dán hòm rương đồ, đúng không mẹo? Cái dán hòm đồ á, cái rương đựng đồ á, mà người miền Tây gọi là hòm đồ á. Khó nhét vô trong đó cũng được. Tào lao quá. Rồi, lại cầu cơ lẹ đi mẹo ơi. Cái này chúng ta có thể được có thể hỏi được mọi thứ trên đời này, hiểu đúng không? Rồi, sao lưỡi ngắn mà thích nói nhiều quá vậy? Thôi bây giờ nói nhiều đó, họ lẹo lưỡi tùm lum. Quăng cái con cơ lên đi. Rồi tôi cầu thử coi. Ủa, gì vậy? Cơ vô. Đã nha. Phép về. Cái này giờ sao? Cái này á muốn chơi á mình phải đọc một bài vè của nó để tôi đọc cho ông nghe. Có bài vè nữa hả? Có cái bài vè nghe về cầu cơ, tôi đọc cho. Cơ kia cơ ở trên bàn, cơ nào đang quẩn thì trời đầu vào đây. Cơ kia cơ ở trên bàn, cơ mà không chạy hút đốt bàn cầu cơ. Ủa, cái gì vậy? Ủa, tụi nó điên nó khùng mà cái cơ nó chạy thiệt kìa mèo. Đấy, tôi tính ra là cái câu của tôi mới đúng không? Đọc tào lao cái gì vậy? Ôi, nhưng mà tôi nói là đốt bàn cầu cơ hình như nó sợ. Ê, cái gì vậy mèo? Cơ chạy thiệt kìa nhé. Cái gì vậy? Ui, chạy đâu ta? Ủa, cái sao nó xoay vòng vòng rồi? Ui, cơ xoay dữ quá, cái này là cơ lên rồi đó. Để tôi hỏi cho. Cơ ơi, cơ này là chúng tôi gọi lên là thần hay là cái gì vậy? Cái cơ này mà chảy vô thần cái tôi nhảy xuống giếng luôn á. Cái gì vậy ông nội ơi? Ôi chứ mẹ không thấy vậy, sao nó hay dữ vậy trời. Mình kêu được thần là hên lắm á. Chạy chữ T, chữ H kìa. Ê, chữ T, chữ H thấy có điểm rồi. U, chữ A kìa. Chữ A hả? Bây giờ vô chữ nào nữa đây? Rồi chữ A, chữ A, T, H, A. Ôi, N kìa. Vô ngay chữ N luôn. Thần rồi. U,
Là ba của con nếu là thật thì chạy vô ô thật luôn. Wow, cô chạy vô ô thật luôn. Hay vậy. Trời ơi, ê mình kêu được thật rồi là mình hên lắm luôn đó nha. Đúng rồi, rồi cho con số đi, cho con số cái đi. Cái gì ông nội ơi. Ê, ê, lộn, quen mày ơi. Xin lỗi nha, tại vì tôi ở đồng bằng sông Cửu Long quen. Trời ơi, người miền Tây mà thông cảm đi. Ôi rồi, rồi đó. Hết, cái gì vậy? Ôi. Nó giỡn thôi cười, nó giỡn thôi cười. Đó, ông hỏi giờ tôi chừng mắt một lượt đó. Một lượt đó tôi thiếp. Bây giờ hỏi cái gì thì hỏi đi. Hỏi hai bây giờ. Bây giờ không xin, không xin gái thì xin gì ta, chị xin nè. Tự giác nghe được rai, nhớ chưa? Đúng rồi. Tỉnh táo lên đây, nào. Đây, mèo nói tôi mới nhớ liền luôn. Ai, thằng nào, con nào dám vô nhà hút đá cái bộ giáp của tôi. Nói cho tôi biết đi cơ ơi. Tôi cho đó. Con heo. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ôi, chữ H. Vô ngay chữ H. Mày lại đây, mày lại đây, mày đứng nè. Ừ, tôi thấy nè, vô ngay chữ H rồi. Rồi rồi, chữ Y, chữ Y nghe. Chữ Y. Rồi, hờ Y hi, hi. Hi. Hi, hi nào chưa rõ, chưa có rõ lắm. Hi gì vậy? Mới hi thôi à, hi rồi còn cái gì nữa? R. R. Hơ, thành hơ rồi. Hi hi. Hi gì vậy? Hero. À, hi ra. Hi ra. Được lắm. Rồi ha, tôi không nói cái gì đó. Rồi, phạt cái này gì? Phắn hả? Thằng. Thằng hả? Ờ, thằng. Rồi thăng, dọn bàn. Trời ơi, cảm ơn cơ. Tính ra người ta chưa thăng thế nào đặt luôn cái bàn nè mèo. Đâu có, vậy là mình dọn bàn nhanh chóng đó. Được rồi. Để tôi qua nhà tôi làm rõ cái chuyện này. Rồi, thấy chưa, biết thứ ngay nó, mà. Thứ nó vừa nghe cái bộ giáp này rai rồi. Rồi nó vô nhà tôi, nó hốt cái bộ giáp của tôi. Đó, tôi nhận rồi. Bà thấy chưa, mới dọn chứ. Tới thôi là tưởng chuyện gì, ai ngờ là làm thiệt rồi. Nè, bay đâu ra đây, tôi kêu coi. Đó, bước ra. Này bay đâu, bước ra đây. Ủa chuyện gì vậy anh Hút? Nè nè mèo coi tôi nè, hai đứa này nó tới số với tôi nè. Trả đồ đi mày. Gì vậy gì mà cái mặt căng dữ vậy, căng như dây đàn vậy là mau già mau xấu lắm rồi nha. Rồi già xấu. Ê cái tên kia xích ra. Trả cái bộ giáp nè The Ray cho tôi. Làm gì có ai lấy đâu mà trả chứ không trả nè. Đúng xí, rồi. Xí xí. Ê nhỏ tóc đỏ này nè, mình nói chuyện á, mình cách nhau 18m50 không ấy bớt người nách được không hả? Sao cái cắm đầu với cái nách cà hửi vậy? Bú vô chi vậy? Sao Hero? Ta quen. Gì? Có một cái thông tin thông báo rằng cho Hút biết á là Hero trên cái bộ giáp Netherite Enchant Protection cộng 4 của Hút. Tôi làm chứng. Bây giờ á có đâu? Sao? Có đâu tôi đúng không? Tôi chưa bao giờ nghe tới cái bộ giáp nào mà Netherite cộng 4 gì hết á. Mèo. Tìm đi Hút. Mèo đi cái nhà đó tìm đi Hút. Nè, nghe cái bếp nè, thường nè. Ủa hửi được luôn hả? Nè. Cái bếp. Gì vậy? Lạ lắm rồi nha. Rồi, cái bếp của nó đã xong. Cái bếp có không có gì hết. Không ở đây hết. Rồi bữa nay làm sao thì em có nhà tôi. Bây giờ có trả bộ giáp Netherite chưa? Trước khi còn không nói có chuyện mà. Từ. Đây, đang nói chuyện đàng hoàng thì trả đi. Không mấy thôi, lần hồi là khó nói lắm. Ê, đừng làm nữa nha. Cái gì vậy ta, cái gì vậy? Cái này cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Tại sao? Tại sao trong cái bồn cầu để hai cái lá cờ màu xanh lá? Tại sao cái này là đánh dấu nè? Thì sao lắm cái gì? Địch một cái đi hết. Mèo đặt, mèo tránh ra. Tránh ra. Nghi ngờ cái chỗ này lâu lắm rồi. Cái bồn cầu mà không có tự nhiên ai mà đi để cái đồ xanh lá trong bồn cầu. Đó, làm gì có? Làm gì có cái bộ giáp nào của anh ở đây anh Hút? Đừng có nói nữa. Rồi xong lỡ cái toilet rồi có thấy cái giống gì đâu. Có đây mà. Ê, mèo, lại đây, nè. Trời ơi. Luôn á mèo. Để lên. Xong phát hiện ha, bởi vừa cái nhà tụi mày lắm. Ờ, không có dùng đồ phá banh nhà tụi mày, không bao giờ tìm được quang luôn. Tao quen này ai thấu đây? Đúng rồi, không ai thấu quen tôi. Rành rành vậy mà quen thôi, Hút giải quyết đi Hút ơi. Đây ai cũng thấy hết trơn tôi làm chứng này. Nhẹ nhàng thôi, hai trái tiên ti ngay phòng ngủ thôi. Bỏ tật chưa? Nói lần cuối nha, cảnh cáo nha. Đừng có qua nhà. Đừng có qua nhà Hút muốn chơm gì chơm nha. Hôm nay là hai trái TNT á tại cái nhà vệ sinh này với một trái ngay phòng bếp á. Rồi á, cẩn thận nhớ cái mặt này nha. Vô nhà mà lụm một bộ giáp nào, một viên kim cương nào nữa, chết với tôi. Ừ, đúng rồi đó. Hút ơi khôn quá Hút. Nè thấy chưa? Hên là có cái gì có cái bàn cờ câu của tôi á mới đem cái này về được chứ thôi là Hút mất luôn rồi. Ê, mày trả cho tôi được không? Ủa? Trả đây. Thì đúng rồi, mình kiếm được thì mình phải đem về nhà mình cất chứ đúng không? Chứ chi mà để ở ngoài đường người ta thấy người ta lấy để tôi cất giùm cho. Mấy mốt có cái gì thì để tôi cất chứ. Làm gì đứng nhìn thấy ghê vậy. Thôi, vậy nha, cất giùm cho. Vậy nha, bye. Trời ơi, có độ đem đi cất cho đàng hoàng tử tế. Để cất vô cho nó đàng hoàng tử tế chứ không hôm không làm mất. Ủa, cái gì vậy? Hết hồn. Rồi đứng dòm đó làm chi? Để tôi cất giùm cho nè. Dòm nè, cất vô rương này nè nha. Rồi xong. Đó. Rồi thấy chưa? Là bỏ vô cái rương này. Rồi được chưa? Rồi đi về đi. Về bản đi. Nhắm cất được không? Được. Cắt nhắm, được hết. Nhắm cắt được không? Thì cắt vô rồi chứ bộ lấy chưa đồ cắt. Của người ta xong và cắt vậy đúng không? Thì cắt vô rồi chứ bộ chưa cắt sao không thấy hả?
Rồi mấy bạn ơi, hình như là mình cắt đầu giùm Hút, cứ Hút vui quá, Hút về bản, Hút nhảy, Hút ăn mừng luôn kìa. Buổi tối hôm đó cũng như bao buổi tối của ngày hôm nào. Dám chơm bộ giáp của ta hả? Chơm bộ giáp của nhầm người rồi. Ngài đây luôn. Đột nhập thành công vô cái nhà của mèo. Cái thứ này nè chơm đổ người ta này có cái mặt ngủ à. Thầy ghét. Đâu rồi? Đây rồi. Cái bàn cờ câu của mèo này chứ đâu. Thôi cho tôi mượn nha. Ê, nhưng mà trước khi á tôi mượn cho gửi gắm một chút tình yêu thương. Trời ơi, cái gì vậy? Đang ngủ mà sao? Ôi trời ơi, sao cái đống rác ở đâu vậy? Ôi tôi nằm mơ, tôi thấy tôi ở trong một cái đống rác thui quắc vậy trời ơi. Ê, không ấy buông cái bàn cầu cơ ra được không? Buông đôi tay nhau ra, lỡ lần rồi buông không, tay ra. Không có buông được đâu trời. Buông ra trời, đi. Gì vậy? Sao trong đống rác mà lại có nhiều emerald vậy? Nhiều kim cương quá, emerald với kim cương. Rồi buông cái tay ra. Đừng có lấy emerald với kim cương của tôi. Lấy được rồi. Bây giờ cái bàn cờ câu này là của Hút ha. Rồi cái bộ giáp nữa. Bộ giáp này của tôi mà dám chơm của tôi ha. Đây. Bộ giáp thiệt là đẹp quá. Rồi cảm ơn mèo nha. Chúc mèo ngủ ngon. Siêu chậm cai tô Hút đi đây. Chơm được cái bàn rồi. Bây giờ ha, theo mèo nói á là cái bàn có thể trả lời được tương lai, quá khứ và tiên đoán, tiên tri. Được rồi, không ngay bây giờ á có cách nào giúp tôi kiếm được nhiều kim cương không? À khoan, trước khi á muốn cầu cơ lên á mình phải đọc một câu dè, cái bài dè của mèo coi. Cơ kia cơ ở trên bàn, cơ mà không chạy Hút đốt bàn cầu cơ. Chạy rồi. Kìa, khoan, để mình hỏi cái. Cho tôi hỏi coi á là thần hay là ma. Cái gì đây? Nó đụng vô cái chữ M là mèo nè, bảo đảm là mèo nè. Rồi giờ tới chữ E nằm trên này, chữ E chứ phải chữ A đâu. Trời ơi, cái này là cầu gamma rồi, nhưng mà không sao hết. Ma nó cũng chỉ là mấy cái câu bình thường mình quýnh hàng ngày mà. Ma cũng được. Không ấy, ma chỉ tôi cách nào để tôi có nhiều kim cương coi. Dạo này tôi nghèo quá, trong làng ai cũng chê tôi là Hút vừa nghèo vừa hôi hết á. Không ấy chỉ tôi cách nào có nhiều kim cương được không? Không ấy, đừng có chỉ ra kiểu mũi tên. Hiện ra chỉ đi cho nó uy tín chất lượng. Ui, cái gì vậy? Khói không vậy? Khói nó bay nè. Chạy theo. Tôi á cầu gì đã được ước đấy. Ôi thành hiện thực rồi. Chạy theo cái luồng khói này mới được. Ui, từ từ thôi, tôi chạy qua lại. Ôi, đứng lại. Chạy đi đâu đó? Nó chạy xuống hang mây. Thì ra là vậy. Ủa, cái luồng khói trắng này chạy đi đâu vậy? Cái gì? Không thấy đường. Tự nhiên cái luồng khói trắng đó nó chạy tới đây rồi nó biến mất. Không lẽ nó nói ở đây có kim cương ta? Mà mình có thấy kim cương nào đâu. Ở đây làm gì có kim cương, cái chỗ này mình đào hàng ngày luôn mà. Vô lý thật chứ. Ở đây chỉ có đá và một cục đất. Sao cái gì mà ngu học vậy? Cái con đó nó lừa mình hả ta? Đúng là cầu lên không có tác dụng gì hết bật cái mình. Ê, cái gì vậy? Wow, kim cương riêu luôn. Không phá ke. Wow, xịn thiệt. Cái cục đất đó được giấu bằng kim cương hả? Kim cương được giấu bằng cục đất chứ. Trời ơi, tôi vui quá, tôi biết tôi liệu luôn rồi. Lụm hết luôn. Woo, kim cương thiệt luôn. Quá là xịn. Thôi, bỏ túi, giấu. Quá đã. Trời ơi, phải giấu cái rương này kỹ mới được. Cái rương mà mình giấu quá trời kim cương trong này luôn. Để coi lại coi. Ủa, cái gì vậy? Kim cương của tôi đâu? Mà sao bây giờ toàn là đất vậy? 64 đất là sao? Ủa, cái này là đất mà, đâu phải kim cương đâu. Ngu thiệt chứ, không lẽ mình bị lừa hả? Tức thiệt, rõ ràng là toàn kim cương mà. Ê, tự nhiên, sao cái lưng tôi nghe lạnh ta? Cái gì đó, lạnh quá vậy? Cái gì đây? Chào Red Hood, ta chính là con ma trong bàn cầu cơ đây. Nhà ngươi đã triệu hồi ta lên để chỉ ngươi cách tìm được kim cương. Bây giờ ngươi tìm được kim cương rồi mà nhà ngươi chưa có cho ta thăng. Không ngay bây giờ ta cho ngươi thăng thiên nha Red Hood. Thôi ơi, cái gì mà thăng thiên vậy? Ôi, tha cho tôi đi mà, tôi không có muốn đâu. Cái con này nhìn cái xanh lè vậy. Ê, đừng có đánh tôi. Ê, Hiro,
Hồi nãy tôi nghe anh Hút nói gì mà bên bển quá trời kim cương luôn kìa. Đã vậy, hay bây giờ mình qua bển kiếm tí kim cương về xài đi, chứ ông coi nè, cái nhà bếp của mình hư banh chành hết trơn rồi. Đúng rồi, coi như là trả tiền sửa nhà đi, đúng không? Đúng rồi, đi đi. Thôi đi nè, ở trên nhà không thấy kim cương đâu hết, hay là mình xuống đây mình kiếm đi mi. Đúng rồi, biết đâu trong tầng hầm có nè. Ê, có cái rương nè Hiro. Để tôi mở cho. Trời ơi, cái rương gì mà toàn là đất không à. Trời ơi, đất tùm lum tùm la hết. Ông này thích siêu tập đất hay cái gì á? Không có kim cương luôn hả? Ừ. Ê, cái này là cái gì nè Hiro? À, cái bàn cầu cơ chứ gì. Ê, tôi biết chơi cái này đó, hay tụi mình lấy cái này về chơi đi. Ờ, lấy đi. Em về đi. Ừ, tôi biết chơi cái này nè, bây giờ tụi mình về chơi đi Hiro. Remy lúc nãy nói biết chơi mà, đọc thử coi. Để tôi đọc cho nghe này nha. Cơ kia ngự ở trên bàn, cơ mà biết chạy ta cho ăn gà, ăn heo. Cơ này là cơ nào vậy? Sao cơ chạy tùm lum vậy cơ? Ra đi cơ. Hả? Quỷ. Ơi, đúng mà, không? Thôi kệ Hiro ơi, cái cơ này á cho mình kim cương là được rồi. Ờ. Không hỏi đi Hiro. À, cách nào có kim cương vậy cơ? Hả? Nó bay lên hả? Cơ nhảy lên rồi. Sao mà khói tùm lum trắng tươi vậy? Ê, nó đi. Ê, kìa Remy. Cơ này chạy rồi kìa. Mình nó chỉ mình đó. Đi cơ. Ủa, nó ẩm tươi nè Remy ơi. Chắc là dẫn ông tới chỗ kim cương đó Hiro. Dẫn tao đi đi cơ. Đi 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 cơ, đi cơ. Ủa? Ơi, tao kêu mày đưa tao đi kiếm kim cương mà mày đi đâu vậy cơ? Vô nhà Red Hood luôn rồi nè. Ây da. Ủa, cái rương bí mật. Ờ, chắc trong này có kim cương nè. Ê Hiro, trong đó có kim cương hả? Đúng rồi, kim cương có chừng luôn. Hãy xuống cho tôi nhanh lên. Wow, quá trời kim cương luôn. Trời ơi, nhiều kim cương quá. Về sang nhà kim cương luôn Hiro ơi. Đã quá chừng luôn. Nửa đêm mà đi ăn trộm kim cương thật là đã quá Hiro ơi. Chỗ này là tôi nhanh giàu lắm á. Kim cương luôn nè. Đừng có giục, trời ơi, coi chừng người ta thấy bây giờ. Ủa, cái con gì trong nóc nhà của mình kìa Hiro? Ai tính ăn trộm nhà mình hả? Chào hai cái đứa ngu này. Mày ơi, kêu tao dẫn mày đi lấy kim cương rồi mày cho tao thăng chưa? Cái con gì vậy nè, nhìn nó ghê quá đi. Cầu cơ mà chưa cho cơ thăng. Thôi để tao cho hai đứa mày thăng trước tao. Mày ơi, bà đâu rồi ơi? Trời ơi, xong hề cái đứa ngu học này rồi. Trong làng này chỉ còn một đứa thôi. Lạnh quá mèo ơi. Mèo ơi. Trời ơi, đang mèo ngủ. Ôi, giữa trưa giữa đêm đang ngủ mà có cái giống. Cái giống hổ gì treo lủng lẳng đi. Mèo ơi. Trời ơi, mèo. Con mèo. Giờ. Mèo. Hả? Tôi nè. Cái gì đây? Hút nè, hút nè. Ôi, không được, không được, phải ngủ tiếp thôi. Cái gì vậy? Mèo ơi. À, cái gì vậy? Tôi đang ngủ, tôi nằm mơ, cái giống gì vậy? Ngủ nữa đi. Mèo ơi, trả cho tôi. À, dạ, đau, đau, đừng có quanh, đừng có quanh. Hút yêu dấu của mèo nè. Ủa, rồi sao ông trong gieo mà lủng lẳng gì nè? Tôi bị quan mèo ơi. Cái giống gì vậy? Tôi bị quan quá. Người cái gì vậy? Thấy cái body của tôi rồi. Trời ơi, thôi nè, đừng có nhát tôi nha, không có trôn tôi nha. Nhát cái gì mà nhát trôn, cái gì mà trôn. Để tôi nói cho mèo nghe nè, tất cả là tại cái bàn cầu cơ của mèo đó mèo. Bây giờ tôi thành vậy nè. Liên quan gì tới tôi nữa? Lơ lửng lửng lơ. Hôm nay mèo giúp tôi đi, phải tiêu diệt được cái bàn cầu cơ thì tôi mới trở về như bình thường được. Ờ, khoan, nói tới nó. Rồi, đâu mất tiêu rồi, tôi để trên đầu nằm của tôi mà. Chuyện dài lắm mèo ơi. Với lại á, hình như là tôi có bạn nữa đó. Để tôi rủ bạn tôi vô đây cho mèo coi. Vô hả? Đây đi mấy cưng. Cái gì vậy? Vô đây. Mèo ơi. Trời ơi, lạnh quá, em lạnh quá chị mèo ơi. Quang quá. Tôi đang thấy cái gì vậy nè? Tôi không nghe, tôi không thấy cái gì hết. Mèo ơi, hút nè, hút nè. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không nghe tôi. Bây giờ mèo phải giúp tụi tôi. Giúp tụi tôi, giúp tụi tôi, giúp tụi tôi. Mèo ơi, mèo. Quay với mặt ở đây nè chị mèo. Nè. Ơi, bỏ xuống, bỏ xuống. Cậu bỏ. Nè, nè. Để tôi nói cho mèo nghe nè. Ở ngoài này có một cái đứa đã lấy đi body của tụi tôi rồi. Mèo ơi, giúp tụi tôi. Đâu mà bây giờ tôi bị vậy nè trời. Là sao vậy? Thôi từng người nói đi, bây giờ tôi không hiểu cái gì hết. Giải thích coi. Để Hút nói trước cho mèo nghe. Chuyện là oan ức lắm. Trời ơi, bởi người ta nói mà ngu lâu vớt bền khó đào tạo. Thiệt tình luôn, ai mượn phá cái đồ của tôi vậy? Kìa, mèo coi cái cặp vợ chồng trẻ nè. Rồi, tới em kể cho chị nghe nè chị mèo. Quan ức dữ lắm. Ây à, nghe xong mấy câu chuyện này tôi thấy có một điểm chung là mấy người chơi mà không biết ngừng gì hết trơn á. Trời
chơi à. Hai đứa này nè, cúng ngựa ngựa nó qua nhà tôi, nó lấy cũng kim cương của tôi. Cũng ngựa lắm, chơi thì trời ơi, tôi nói ôi da, tụi đi xuyên qua mấy người này tôi cảm thấy lạnh sống lưng luôn á. Người ta chơi người ta phải biết dừng biết để, khi mà cầu lên kêu lên rồi thì đó, chúng ta phải biết kêu mấy người đó thăng đi, hiểu không? Là phải đóng cái bàn cầu cơ lại. Mèo. Rồi cái tôi gì? Có cái này, tuy rằng linh hồn nhỏ bé của tôi nhưng mà tôi vẫn yêu quý mèo vô cùng. Ủa, cái gì vậy? Bận vô đi mèo. Trời đất ơi, nào giờ tôi thấy người dương cho đồ người âm chứ tôi có thấy người âm cho đồ người dương bao giờ. Mốt nhớ đốt lại cho tôi nha. Để em học cho chị thêm vài viên kim cương nữa nha chị mèo. Kim cương đó của tao. Có đất thì ủng đất. Oh my god. Tôi thấy hình như ba người làm gì được hơn đó. Không ấy khỏi về luôn đi. Ê không có được đâu, tôi muốn lấy lại cơ thể của tôi mèo ơi. Thôi thôi giỡn thôi chứ. Có ai có đuốc có đèn không chứ tôi đi cái này tôi sợ ma quá. Mèo theo tôi, theo tôi. Tôi cảm thấy là xung quanh mình có mấy con này rồi mình còn sợ gì nữa ta. Ê gì đó. Theo tôi. Rồi bây giờ cái bàn nó đâu? Đưa mèo đi. Chị đi. Chị tôi biết chỗ mà cái bàn nó đâu. Tôi chỉ cho nhà tôi biết. Trời ơi rồi cho xuống đi. Xuống đi. Mày mốt mở ra thì biết phải thăng rồi cho người ta đi người ta về chứ để chi. Trên bàn kìa. Quá đã. Rồi cái miếng nắp đâu mất tiêu rồi. Cái miếng nắp hả? Cái miếng nắp nào? Cái này không có ổn nha. Không có thì làm sao mà đốt được cả hai. Quá. Ê nhỏ đó mèo. Cái con quýnh từ tôi đó mèo ơi. Cái con này đó hả? Đúng rồi. Trời ơi lấy đồ nó chọi con Ribby kìa. Ai làm gì? Ủa trong nhà kìa. Ai làm gì làm đi mấy ông ơi. Trời ơi nghĩ sao kêu tôi vô quýnh lỗi với con này vậy. Quýnh nó đi mèo. Mẹ phải quýnh nó. Tụi tôi mới lấy lại được cơ thể đó. Nó ăn cắp cơ thể của tôi rồi. Kìa nó ngồi kìa mèo. Nó đang ngồi rồi nó có cái gì lủng lẳng dài thòn vậy trời ơi. Đó là cái lưỡi của nó đó chứ cái gì nữa. Ai làm đi chứ một mình tôi sao tôi đánh lại không thấy ba người vô quýnh nó đi. Để tôi phụ mèo. Em làm gì được nó đâu chị mèo ơi. Ôi tránh ra tránh ra. Tôi sợ nó lắm. Nó giữ tôi mèo ơi. Mày để tôi quýnh nó cho. Ui trời ơi tám cái cũng đau lắm luôn nè. Nè ra đây nè ra đây nè có ngon. Có ngon ra đây quýnh lộn với tao nè. Ông đang phụ nó hay là ông đang phụ tôi vậy? Tôi phụ mèo chứ phụ ai nữa đó. Cái gì nữa kìa. Ông phụ nó ra cho nó quýnh tôi đi có. Ê cái gì đúng mình mèo luôn. Ôi nè ba người quýnh phụ tôi đi chứ. Phụ chứ. Mọi người phụ một cái. Phụ. Đây đây. Nó cắn mèo. Cái mặt của nó kìa. Thấy kìa. Ê quá đi. Để tôi quýnh nó đi mèo. Tôi dịnh nó lại nè. Ê nhưng mà quýnh nó thì quýnh tôi. Để tôi quýnh cho. Cái con đó nó cao quá cho nên là nó không tới được. Đánh trúng cái ông hết không à. Quýnh nó đi mọi người phụ một tay. Vậy mà đi lắm rồi. Rồi ẩm lên. Ây da, ẩm lên. Cái con này nó vô. Ây da, nó quýnh tôi hoài luôn. Ẩm tôi lên. Lên. Ẩm mèo cho mèo cao lên. Quýnh nó đi. Ui nè đụng nè mày nè. Đó. Ai đụng em ẩm nó cho nó cao lên. Quýnh nó, quýnh nó. Cái gì vậy? Rồi cái đó đi. Chắc lên. Chắc nó lên cao đi. Nhào vô. Ủa rồi chắc nó lên vậy rồi. Mình thử giải khoan cho mình đi mọi người ơi. Nhào vô đi. Nhào vô. Quýnh nó lẹ. Rồi cái gì vậy? Mày lấy đi. Mày lấy cơ thể của tao. Tao lấy mày. Tao chọi mày nè. Cái đồ. Ủa chị mày đâu có. Chắc nó này nè. Em rất lại cho chị nè. Chị làm nó đi. Đứng yên. Ui da. Ui. Rồi sao ngay từ đầu không làm vậy đó. Mày đứng yên. Mày đừng có nhảy. Đúng rồi. Xong nó lên nhẹ luôn. Thôi. Nó le cái lưỡi nó ra kìa. Ây da. Đi ra hết đi. Mấy ông này có cũng đi ra. Phụ một tay đi. Tay nào trơn trời à. Đây. Ây da. Có ai có cái kim cương không vậy? Tôi quýnh cái cây này đúng rồi đó mà. Ê tôi mệt quá. Không ai cho tôi ngừng. Đợi tôi thở chút đi rồi quýnh tiếp được không chứ tôi. Mọi người phụ tôi với. Nó quýnh vào mình tôi à. Đây nhà mày. Tôi ráng lắm rồi nè. Nó mạnh hơn tôi nhiều. Đi ra. Bây giờ đánh ra. Thiệt chứ. Tôi khổ quá. Mấy người này. À có cách này. Mình khiên nó lên. Rồi. Ủa? Nó nằm rồi. Ủa đã làm gì đâu. Có ai làm gì đâu. Chưa chạm vào luôn. Đã chạm vào đâu mà giờ nó nằm xá lai vậy nè. Cái con này. Ủa ơi. Ủa. Chạy vô trong đi luôn ơi. Ơi. Cái con này nó ăn dạ hả trời. Xét đánh rầm luôn. Ôi. Mạnh quá. Nó đâu mất tiêu rồi. À. Ủa. Mèo. Ủa dạ. Tôi được trở lại rồi nè. Ôi. Trở lại bình thường rồi. Ôi bình thường rồi nè. Cảm ơn mèo. Hên quá. Em đã có lại được cơ thể xinh đẹp của em rồi. Cảm ơn chị tôi mèo. Tôi lấy lại được cơ thể của tôi rồi. Thôi ba người đứng ra đó mà vui vẻ với cơ thể đi. Bây giờ tôi đi tôi kiếm cái bàn cầu cơ hồi nãy của mấy người. Tôi dẹp cái bàn đó luôn đi.
Trời ơi, để đây hả, một hồi con nó hồi sinh lên nữa đó. Cái bàn đó mèo kiếm ở đâu ra mà sao nó nguy hiểm quá mèo ơi. Công nhận luôn á, nè nè, nó đây nè. Người không biết đâu, mày bóp bằng đồ của tôi, đừng có mã đó dành dành, đem ra ngoài đây rồi giải quyết nó luôn. Lấy đi. Đốt nó đi mèo. Đốt nó đi mèo. Nè, đốt nó đi. Rồi, kìa, nó cháy kìa, đốt thêm, đốt thêm. Ê, cháy gì chưa an toàn. Ê, sao kìa, chơi kìa vậy. Nè, thôi, cái đồ ơi, làm cái gì vậy? Đạt đốt mà, hút này thiệt chứ. Đúng là hút này, mai mốt đừng có mua đồ có mập như vậy. Mua đồ của ổng toàn là ba cái đồ, đồ lao, đồ dởm, đồ giá không mà. Trả kim cương cho tao, mày trả kim cương cho tao. Mày trả kim cương cho tao. Trả cái nhà cho em, không có trả kim cương nha. Mày vô đây nè, trả cái nhà cho tao. Đừng có ăn hiếp Imi nha. Thôi, nó tâm lận là giờ á, ai làm gì làm đi, tôi đi về nha. Có được cái bộ giáp rồi mấy bạn ơi. Hình như tôi thiếu thiếu vậy ta. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.